Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có từ 15% trở lên hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo, thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Có từ 10% trở lên hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất. Đồng thời, có từ 5% hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất tinh thần được cải thiện. Trên 5% hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3 đến 4% so với năm 2022. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố xây dựng hoặc duy trì từ 1 đến 3 mô hình thực hiện cuộc vận động trên mỗi đơn vị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp xây dựng hoặc duy trì một mô hình thực hiện cuộc vận động trên mỗi đơn vị.